Có thật Thế Tôn dạy không cần quan tâm quá khứ và tương lai, mà chỉ quan tâm hiện tại như một số người hay nói không sư. Sự thật lời dạy quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng là gì? Tùy từng trường hợp. Mà Đức Phật có những cái lời dạy khác nhau. Chúng ta không nên đem một lời dạy mà chúng ta ứng dụng cho tất cả các trường hợp. Có những trường hợp mà chúng ta cần phải quan sát cái quá khứ. Có những trường hợp mà chúng ta cần phải hướng đến tương lai. Có những trường hợp mà chúng ta phải tập trung vào hiện tại. Tùy thời điểm, tùy đối tượng mà Đức Phật có lời dạy thích hợp. Xin lấy ví dụ như cái người mà đang thiếu vitamin A thì mình phải bổ sung vitamin A. Người thiếu vitamin B, mình phải bổ sung vitamin B. Người thiếu vitamin C thì phải bổ sung vitamin C. Còn cái người mà đang thiếu vitamin A, mình không cho người ta vitamin A mà mình cho người ta dùng vitamin C thì nó chậm. Tương tự trong các trường hợp như vậy. Có rất nhiều những lần sư nói đó, đừng bao giờ chỉ đem một bài kinh hoặc một vài bài kinh mà mình áp dụng cho tất cả các trường hợp. Thì như vậy nó rất là kẹt. Bởi vì có nhiều trường hợp ấy mình không có áp dụng cái bài kinh đó được. Xin lấy ví dụ như có những bài kinh gì mà nếu nói một cách đúng đắn, chúng ta có thể nói rằng Đức Phật bảo chúng ta phải quan sát quá khứ. Đó là gì? Trong trường hợp chúng ta tùy niệm giới thì cái việc tùy niệm giới đó, xem xét là thời gian vừa qua, trong suốt thời gian qua mình giữ gìn giới hạnh có trong sạch hay không, thì đó là vì đó quán sát từ quá khứ cho đến hiện tại. Thì tức là có quá khứ đó. Rồi trong những trường hợp mà chúng ta biết ơn, có cái lòng tri ân, ví dụ như trường hợp ngài Xá Lợi Phất, ngài nghĩ đến cái vị Bà La Môn trong quá khứ. Vị này đã từng bố thí một cái muỗng thực phẩm cho ngài Xá Lợi Phất, từ đó ngài có lòng tri ân mà ngài tế độ cho vị Bà La Môn này được xuất gia, thì khi đó là ngài có quán sát về quá khứ. Rồi khi chúng ta nghĩ đến những cái lòng tri ân cũng vậy thôi. Ví dụ như ngày hôm nay sư mới biết một bà cụ vừa gửi hũ cốt vào chùa. Khi mà sư nghe đó, sư có cái lòng tri ân, bởi vì khi chưa có cách ly đó, sư đi rất là nhiều con đường, mà có một cái con đường mà sư cố tình sư đi ngang qua. Bà cụ rất là già, đi đứng khó khăn, nhưng mà khi mà có cơ hội đó, bà cụ kêu sư lại. Sư đến, sư đứng trước cửa nhà bà cụ đó, bà cụ chỉ đặt cho sư rất là bình thường thôi, một gói mì, hai gói mì, và sư rất là cảm động, bởi vì bà cụ già và có cái lòng kính tin nơi Tam Bảo đấy. Và hôm nay khi mà sư nghe là do cái người con rể của bà cụ đó bị nhiễm COVID, rồi bà cụ cũng bị nhiễm, cả gia đình bị nhiễm, mà bà cụ thì lớn tuổi rồi, không có qua khỏi. Cho nên làm vừa mới thiêu xong và gửi hũ cốt vào chùa. Thì khi suy nghĩ về bà cụ như vậy, suy nghĩ bằng cái lòng tri ân, là rất là biết ơn bà cụ đã, ở trong cái quá khứ bà đã từng đặt bát cho sư, và mong là cái phần phước đó nó sẽ giúp cho bà cụ đi về cảnh giới tốt đẹp hơn.
Thì trong những trường hợp mà mình nghĩ về quá khứ như vậy đó, thì đó là điều nên làm. Rồi có những trường hợp mà nếu như nói một cách đúng đắn thì chúng ta có thể nói là Đức Phật dạy chúng ta nghĩ về tương lai, tức là gì? Khi Đức Phật nói người bố thí thì phải bố thí có mục đích, tức là tôi nguyện cái phước này đó nó sẽ là cái duyên, là cái nhân đưa đến sự giải thoát giác ngộ ở trong cái trong vị lai đời này hoặc đời sau, tức là đó có thể là cái việc cái tương lai trong cái đời này hoặc là tương lai trong đời sau kiếp khác, hoặc là khi mình làm một cái điều phước gì đó thì có cái lời nguyện, ví dụ như bà Visakha bà đã từng nguyện là tương lai bà sẽ là một cái vị hộ trì cho Tam Bảo, ví dụ như Bồ Tát quỳ dưới chân Phật Nhiên Đăng nguyện là sẽ thành một vị chánh đẳng chánh giác đấy. Thì do đó nếu như mình nói một cách đúng đắn thì chúng ta có thể nói rằng Đức Phật có dạy chúng ta suy tưởng về tương lai, hoặc là chúng ta suy tư là chúng ta sẽ cần phải làm cái gì để chúng ta có thể giữ giới được tốt hơn, chúng ta sẽ cần phải làm những gì để chúng ta có thể chứng thiền, chúng ta sẽ cần phải làm những gì để chúng ta có thể chứng đạt được những gì chưa chứng đạt, tức là chứng thánh ấy. Thì do đó nếu mình nói một cách chính xác thì mình có thể nói rằng Đức Phật có dạy chúng ta quan sát về tương lai. Riêng trong một vài trường hợp, Đức Phật dạy chúng ta không nghĩ tưởng về quá khứ, cũng không nghĩ tưởng về tương lai, chỉ chú tâm đến giây phút hiện tại. Đó là gì? Đó là khi chúng ta thực hành tứ niệm xứ, như là trong bài kinh Nhất Dạ Hiền Giả. Đó là một trong những bài kinh thực hành tứ niệm xứ. Cho nên ấy, khi thực hành tứ niệm xứ thì chúng ta chỉ quan tâm đến giây phút hiện tại chứ không quan tâm đến quá khứ, cũng không quan tâm đến tương lai. Thành ra đó, sư nhắc lại một vấn đề là chúng ta không nên đem một bài kinh hoặc một vài bài kinh để áp dụng cho tất cả trường hợp. Tùy theo đối tượng khác nhau, tùy theo trường hợp khác nhau mà Đức Phật có những cái bài kinh khác nhau.